Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ có biện pháp chống lại Nga hay bất cứ quốc gia nào tìm cách can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với đài National Public Radio tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama tuyên bố những bước đi của Nga đòi hỏi hành động đáp trả của Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử luật sư chuyên về phá sản David Friedman vào vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Ông Friedman là người phản đối nguyên lý cốt lõi trong chính sách Mỹ tại khu vực giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ông cũng từng so sánh những người Do Thái có tư tưởng tiến bộ tại Mỹ với những người Do Thái theo phát xít trong Thế chiến thứ hai. Trong tuyên bố nhận tin đề cử, ông Friedman nói ông trông đợi thực hiện nhiệm vụ từ Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, thủ đô vĩnh viễn của Israel. Dylan Roof, 22 tuổi, bị tuyên án có tội trong 33 tội trạng về sát nhân sau khi nổ súng giết chết 9 giáo dân da đen thuộc Charleston, bang South Carolina hồi tháng 6 năm 2015. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.